Mua bán xe cũ ngày hôm nay sẽ lại mang tới cho anh chị và các bạn một chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.0 Luxury Sản xuất là cuối năm 2019, mô đồ là 2020 Xe mang ngoại thất là màu đỏ pha lê, cực kỳ đẹp và trẻ trung Đăng ký tên tư nhân gia đình, một chủ mua từ mới sử dụng Xe có những phần chi tiết đã anh chị và các bạn đáng quan tâm như là một dàn đốt theo xe và lốp sơ cua chưa hạ Tính năng công nghệ trên mẫu xe thì nó rất nhiều Cửa sổ trời, phanh tay điện tử, cốp điện Chìa khóa thông minh Rồi để lộ start top, màn hình cam đuôi đầy đủ Bác chủ thì đem một số tiện ích Như là thêm một cái gói chống ồn cả xe Thảm trải sàn Cùng với những cái chi tiết rất nhiều nữa bên trong Anh chị hãy cùng em trải nghiệm sau đây Với xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Dương Minh Auto Địa chỉ đơn vị là số 712 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội sẽ luôn cam kết cho anh chị và các bạn về pháp lý sang tên nhanh gọn cũng như là không đâm va, không ngập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị bạn thể mang ra hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra, sai cam kết đơn vị nhận lại xe hoàn lại tiền. Với những chiếc xe bán ra thì luôn tự tin những sản phẩm mà đầu vào nên đơn vị khuyến khích khách hàng mang xe đi kiểm tra tại hãng hoặc một bên thứ ba anh chị và các bạn quen biết hoặc là mình yên tâm thì mình có thể mang qua mua một chiếc xe cũ thì mình nên quan tâm những điều đó Đấy, tổng quan chi tiết về nội thất của chiếc xe với hệ thống nốt sơ cua chưa hạ với bản 2.0 Luxury nó cũng đã có trang bị hệ thống loa bâu rồi anh chị nhé những đường nét của nó rất là đẹp chiếc xe này là phiên bản mới của năm 2020 nên nó cũng có trang bị nhiều tính năng hơn anh chị mua năm 2019 nhưng mà được Lời hưởng form sáng của năm 2020 Với tầm tiền cũng rất là tốt Rẻ hơn uh, phiên bản 2020 Và giá ấy, Cái phần uh, lăn bánh của chiếc xe Thì nó với lăn bánh quãng đường là 38.000 km thôi Đâm ra một dàn đốt của chiếc xe nó vẫn theo xe Chưa hề thay thế gì cả Đết nốt -nope vẫn còn nguyên đấy anh chị này Tuần thứ 22 của năm 2019 Những chi tiết đường lét của, của nó Vẫn rất là hoàn hảo bệ bước này rồi là những phần keo chỉ đinh tán mọi chi tiết đều trong tình trạng là nguyên bản Khá bác xem xe mà cảm thấy ưng thì hãy liên hệ em em sẽ tư vấn và đưa cho anh chị và các bạn một cái mức giá tốt nhất và ưu đãi từ cửa hàng để anh chị bạn có thể sở hữu sớm nhất bệ bước đã được trang bị thêm ốp chống xước thảm trải sàn đầy đủ hệ thống ghế da đục lỗ thông hơi có tiện nghi như là cửa gió điều hòa và bệ tí tay đầy đủ với Mazda CX-5 thì là một mẫu xe cũng được rất nhiều bạn giới trẻ yêu thích. Đấy, những đường nét thì em quay luôn rõ để anh chị bạn thể tham quan. Khi mà xem ưng rồi thì anh chị có hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ thông tin và giải đáp những thắc mắc của anh chị và các bạn. Ở phần cánh lái này, vô lăng. Với hệ thống vô lăng đã được bác chủ bác bọc thêm cái mà bọc chống sữa sợ cái bọc vô lăng ấy, bên ngoài ấy, để cho nó giúp cho nó sạch hơn cũng như là nó không bị mòn và cầm nó lầm tay hơn. Đây là những cái chi tiết về phần cánh gọi là vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, ghế chỉnh điện với các tính năng công nghệ trên mẫu xe thì nó cũng rất là nhiều. Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng rồi là phanh tay điện tử auto hold. Các chế độ lái rồi là các phím xoay iDrive để lột start top màn hình đấy, những chi tiết em quay rõ để các bác có thể tham quan qua những đường nét rất là đẹp và hoàn hảo cửa sổ trời tiện nghi trên mẫu xe này nó rất nhiều Mazda CX-5 thì nó sẽ có cả phiên bản 2.5 nữa với phiên bản 2.5 thì nó sẽ có bản một cầu và hai cầu với những phiên bản đấy thì nó sẽ có thêm rất nhiều các tính năng tiện ích để anh chị bạn trải nghiệm thêm như là cảnh báo lệch làn rồi là một số tính năng khác nữa đây là những cái phần không gian về khoang máy của chiếc xe với hệ thống máy 2.0 tít giúp cho chiếc xe nó vận hành mạnh mẽ và cho anh chị và các bạn cảm giác lái cũng rất là tốt từ những phần ốc bản lề ốc cánh cửa rồi những cái phần ốc lắp cabo hay là những cái đường gân dập nổi mọi chi tiết đều nguyên bản em quay rất là rõ rồi nhé nếu mà bác cần em chụp kỹ hơn thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ chụp đầy đủ cho các bác. Và với chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.0 Luxury sản xuất 2019, model là 2020. Có ngoại thất là màu đỏ pha lê, cực kỳ đẹp, nằm bánh quãng đường là hơn 38.000 km, lốp sơ cua chưa hạ, một sàn đốt theo xe và đang được đơn vị giao bán với mức giá là hơn 700 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu mẫu xe này rồi và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho các bác đang có nhu cầu. Thông tin cụ thể hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Bố bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.